Vâng, kính chào các bác đã đến với xưởng gỗ Giá Tận Gốc Thiên Phú 2. Trước mắt các bác đây, các quý khách hàng đây là một bộ sản phẩm hàng đặt cực VIP của bên em. Vâng, bộ sản phẩm Nghê Quỳnh. Bộ sản phẩm Nghê Quỳnh các bác ạ. Vâng, bộ sản phẩm này có điều gì đặc biệt thì ngay sau đây em xin đi vào từng chi tiết của bộ sản phẩm các bác nhé. Đầu tiên là chiếc đoạn, đoạn dài 2m2, cao là 1m60 và sâu là 60 các bác ạ. Vâng, đoạn thì bên em được làm, vâng, các bác cũng trông thấy đấy, cực kỳ là cuồn cuộn ạ. Cực kỳ là cuồn cuộn. Tay thì là tay nghê các bác nhá, tay nghê rất là khỏe khoắn luôn. Ai mà đặt ngồi vào chiếc đoạn này mà đặt tay lên con nghê này thì không khác gì là vua chúa ngày xưa các bác ạ. Vâng. Chương thì là chương nghê vần cầu các bác nhá, chương nghê vần cầu, đục con nghê vần quả cầu. Và tay thì là tay rồng Quỳnh ạ. Con rồng, tay rồng Quỳnh. Vâng, các bác nhìn đến đường nét đục chạm. Đây, những cái chỉ đục đây, chỉ đục chạm cực kỳ là tinh xảo, được những thợ đục, nghệ nhân đục hàng đầu bên em làm ra. Vâng. Ở đây là đầu con rồng các bác nhá. Vách thì bên em là có đục hột xoàn chạy xung quanh. Vách thì bên em làm vách dày 4 phân các bác ạ. Cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Ở dưới thì bên em có đục là hoa lá tây các bác nhá. Vâng, bộ này thì bên em khách có chọn vân. Đặt bên em là khách có chọn vân các bác nhá. Vân cực kỳ là cuồn cuộn. Đây, những đường chỉ vân em quay rõ cho các bác xem đây ạ. Đường chỉ vân. Khuôn tranh bên em làm 2/8 và ván là 1/4, cực kỳ là dày dặn các bác nhé. Đặc biệt là bộ sản phẩm này bên em có làm cổ chỉ 5 tầng luôn, cổ chỉ 5 tầng. 2 tầng là đục sen dẹo đấy ạ, 2 tầng đục sen dẹo cực kỳ là đẹp luôn ạ. Chân thì em có làm đầu lân chân móng các bác ạ, đầu lân chân móng ạ. Và yếm thì là bên em có đục xuyên luôn ạ. Các bác nhìn đấy ạ, bên em đục xuyên yếm luôn ạ. Đục xuyên yếm các bác nhé. Bàn thì bên em có kích thước của bàn là 80, rộng là 80 nhân 1m60 các bác nhé, phủ bì ạ. 80 nhân 1m60 và mặt bàn thì có đục tứ linh ạ, tứ linh, 4 con vật linh thiêng của trời đất, long ly quy phụng. Vâng, cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp các bác ạ. Vâng, bàn thì bên em cũng có làm cổ chỉ. Làm cổ chỉ đục sen dẹo 2 tầng đấy ạ. Đục sen dẹo 2 tầng và chân thì cũng làm là đầu lân và chân móng ạ. Đầu lân và chân móng. Vâng, tiếp theo là đến chiếc ghế đơn ạ. Ghế đơn của bộ sản phẩm. Ghế đơn thì kích thước là 1m1 các bác nhé. 1m1 phủ bì. Cao 1m57 và sâu là 60 các bác nhé. Sâu 60, vâng. Tay thì cũng là tay nghê. Tay nghê các bác nhé. Tay nghê. Và rồng là, và chương là chương lân vần cầu. Lân vần cầu. Vâng. Đây là rồng Quỳnh. Rồng Quỳnh ạ. Vâng, bác nào mà ngồi được vào cái ghế này thì thật sự là rất tuyệt vời các bác ạ. Thật sự là rất là tuyệt vời ạ. Tiếp theo là đến chiếc đôn kẹp ghế của bên em. Đôn thì bên em có làm kích thước là 50 x 40. Vâng, đục là đục con rồng. Đục con rồng ạ. 50 x 40. Vâng. Cũng có cổ chỉ sen dẹo chạy xung quanh các bác nhé. Cổ chỉ 2 tầng sen dẹo chạy xung quanh. Tiếp theo là đến chiếc đôn nữa của bộ sản phẩm ạ. Đôn này thì bên em có kích thước là 40 x 40. Đôn con 40 x 40. Đôn này cũng được yếm, cũng được đục thủng xuyên thủng luôn ạ. Yếm cũng được đục xuyên thủng luôn. Đây các bác có thể thấy. Chân thì cũng được đục là đầu lân chân móng các bác nhé. Đầu lân và chân móng ạ. Vâng, bác nào muốn đặt những bộ sản phẩm VIP như thế này thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0966 953553. 0966 953553. Cơ sở 1 đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở 2 là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhé. Vâng, bác nào mà thấy bộ sản phẩm này đẹp VIP thì xin cho em một nút like và một lượt đăng ký kênh để em có động lực làm ra những bộ sản phẩm VIP
Hơn thế này nữa, quay video cho các bác xem các bác nhé. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.